Hello, xin chào mọi người. Mình là hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại vĩ đại đây. Hay mọi người có thể gọi mình với cái tên là Hoàng Euromedkin. Vâng. Và mình sẽ lại tiếp tục ở trong cái công cuộc chiến để phòng chống game lậu và game crack ở tại Việt Nam mọi người. Thật ra là mình đã định dừng cái công việc này rồi, nhưng mà mình thấy là bởi vì do có một cái comment ở trên YouTube đã làm cho mình cảm thấy rất là bức xúc, nên mình đã quyết định sẽ tiếp tục trong cái công cuộc cuộc chiến để mà phòng trừ game lậu và game crack như hiện tại mọi người. Bởi vì do cái thế giới này nó quá là lộn xộn đi, kiểu dạng như là mình đã muốn dừng hẳn cái công việc này rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như mà mình không làm cái công việc này á thì ai sẽ thay mình gánh vác cái công việc này để cứu rỗi nhân loại đây. Nên mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến này. Vâng. Cái lý do mà mình làm tiếp cái phần tiếp theo của cái tại sao không nên chơi game lậu game rác á, đó là tại vì đã có một cái comment như thế này đây, mình sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Đây, comment là như thế này. Lip hay và bổ ích, anh vui tính. Đây là coi như là lời khen ngợi đối với mình đó mọi người. Kiểu khen mình là làm clip rất hay và bổ ích, anh vui tính. Đoạn này thì nghe lại thì rất là vừa lòng rồi nghe mọi người. Mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà cái đoạn sau này đọc cho mọi người nghe nha. Nhưng đối với những người như em, không có thời gian, chỉ cần giải trí thôi. Đó, tức là bạn này á, bạn nói là những người như bạn không có thời gian, chỉ giải trí thôi, nên vẫn chơi game crack. Không. Như cái đoạn đầu thì ok, nhưng đoạn sau mà cái em này em nói là sai rồi. Không. Dù em có giải trí nữa thì em vẫn phải chơi game bản quyền, không nên chơi game rác, game lậu. Bởi vì do nếu mà em mà chơi game rác, game lậu như vậy á, thì có một ngày nào đó máy tính của em sẽ bị hỏng, bởi vì do bị nhiễm virus và còn rất nhiều thứ rất là nguy hiểm nữa. Tại vì em nói như vậy là không đúng, bởi vì em quá coi thường những con virus máy tính rồi. Game rác, game lậu thì cái tỷ lệ mà virus với tùm lum thì cũng khá là ghê gớm đó em, nên em phải cẩn thận. Với lại game rác thì nó hoàn toàn không hẳn là game, và cái trải nghiệm của nó thì không thể nào hay bằng cái game bản quyền đâu em. Cái game crack á, thì nó cũng nếu mà so với game bản quyền á thì em chỉ mới cảm nhận được có anh nghĩ là có 30% của cái hay của game thôi. Vì nếu mà em đã chơi game bản quyền á, em sẽ thấy là game crack không bao giờ mà nó sánh bằng được game bản quyền đâu. Giống như một bữa ăn ở trong nhà hàng á, em ăn á, em không thể nào mà em so sánh với lại một bữa ăn em đi ăn mì gói được đâu. Em nói như vậy là sai rồi. Dù có thế nào đi nữa, nếu em muốn chơi game mà muốn có những cái trải nghiệm mà tuyệt vời nhất á, thì anh khuyên em á là em nên chơi game bản quyền. Bây giờ nếu như mà em không có tiền mà mua game bản quyền á, thì ở trên mạng á nó có rất nhiều cái tựa game bản quyền mà nó cho mình chơi miễn phí luôn, nên em không bắt buộc cứ phải chơi game crack. Mà em không có tiền, em chỉ cần đợi tới một cái dịp mà người ta cho game miễn phí ở trên mạng á, thì em cứ lên trên đó mà lấy game tải về thôi, là em đã có game chơi rồi. Mặc dù là không phải lúc nào cũng có, nhưng mà đó là đây là người ta làm từ thiện mà, thì lâu lâu cũng có thôi. Em nên không nên chơi game lậu game rắc. Vâng. Và em cũng đừng nghĩ là cái chuyện mà mình không có tiền, không có bạc cũng không thể chơi được game bản quyền. Thật ra bây giờ, mặc dù nếu mà em không có tiền đi nữa, em vẫn có thể chơi được game bản quyền. Và mình nói điều này cũng để cho tất cả mọi người đang xem cái video clip này luôn, là các bạn đừng có viện cái lý do là mình không có tiền, có bạc, hoặc là bất cứ cái lý do gì nữa để mà biện hộ cho cái hành động chơi game lậu game rác của mình. Điều đó là sai hoàn toàn. Bây giờ game bản quyền nó cũng không còn là một cái trở ngại đối với các game thủ nữa. Ai cũng có thể chơi được game bản quyền, đó là ý thức của mỗi người thôi. Ai cũng có thể chơi được, kể cả giàu hay nghèo gì. Như mình nè,
mình cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà mình cũng có thể chơi được game bản quyền thôi. Bởi vì giá của nó cũng có quá rẻ luôn. Mình có những con game bản quyền mà mình không tốn một đồng mà mình vẫn mua được, chứ có phải mình lúc nào cũng phải bỏ tiền túi mình ra mà có game bản quyền đâu. Họ cho free luôn á chứ. Quan trọng là các bạn có biết cách để mà lấy nó không thôi. Đừng có biện cái hộ cái lý do đó. Anh em nào có thắc mắc gì có thể hỏi mình và mình sẽ trả lời cho. Vậy nha, đừng có chơi game lậu game rắc. Thật ra không có bất cứ một cái lý do chính đáng nào để biện hộ cho cái việc mà các bạn chơi game lậu game rắc hết á. Kể cả các bạn có nghèo hay là thế nào đi nữa. Bởi vì bây giờ cái chuyện mà chúng ta chơi game bản quyền là một cái vấn đề rất là đơn giản. Rất là đơn giản luôn. Không có tiền cũng chơi được, mình đảm bảo. Mình cũng đã từng không bỏ ra được đồng nào cũng có thể chơi được những game bản quyền chất lượng. Hoặc là những game nó rất là rẻ rồi nên có thể mua được. Chứ không có tới nỗi mà phải đi chơi game lậu game rác đâu. Điều đó là hoàn toàn sai trái. Mình hy vọng là một ngày nào đó nước Việt Nam này, toàn bộ các game thủ trên đất nước Việt Nam mình sẽ suy nghĩ lại về cái hành động này. Và sẽ bỏ hẳn cái lý do biện hộ là ta nghèo hoặc thế nào đi nữa. Không, điều này là sai. Hãy bỏ game lậu game rác đi, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Đây là tập tiếp theo của cái series tại sao không nên chơi game lậu game rác của mình rồi. Mình hy vọng mọi người sẽ không còn chơi game lậu game rác nữa. Vâng, ok, vậy nha, bye. Mình là Hoàng Đế Nấm Mèo Trùm Huyền Thoại Vĩ Đại, hay mọi người có thể gọi mình là Hoàng Eurocrit. Bye. Yeah. Đây là mình đây. Nhìn mình đẹp trai vãi luôn.